chứ không phải đi quay đâu. Anh ngồi trên, anh lên trên này. Ông Cung này là ông ấy tốt số. Thank you.
Hơi ngược nắng. Đảo Bầu là một địa danh nằm cách trung tâm thành phố xấp xỉ 10 km trên địa bàn hai xã Mỹ Đức và Thái Sơn thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Nơi đây trước kia là một vùng đồng chua nước mặn, một nhánh phụ dày đặc bèo tây của sông Đa Độ. Sau hơn 10 năm cải tạo, ngày nay chúng ta có khu du lịch sinh thái nông nghiệp Đảo Bầu với diện tích gần 80 hectare, được quy hoạch bài bản và hiện đại. Bước chân vào đến Đảo Bầu, du khách sẽ bỏ lại sau lưng sự ồn ào náo nhiệt của đô thị. Thay vào đó là bầu không khí trong trẻo, mát lành của những mái nhà sàn, vườn cây, ao cá và đặc biệt hơn cả là khúc sông uốn mình quanh đảo, tạo nên hình dáng tròn trịa độc đáo, gần giống quả bầu nậm, nguồn gốc của cái tên Đảo Bầu. Tham gia chuyến đi vòng quanh đảo bằng du thuyền, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh sơn thủy hữu tình của vùng nông thôn phía tây nam thành phố Tạng. Đặc biệt nhất có lẽ là khu rừng tre Bát Độ, nơi đây hàng vạn chú cò trắng trú ngụ và sinh sản. Choose
to us is ready to help. Có được cảnh tượng này là vì ở đây hoạt động chăn nuôi trồng trọt không dùng đến hóa chất, cùng lượng thức ăn dồi dào từ nguồn tôm cá được thả nuôi canh tác trong nhánh sông. Cò thì ngày xưa ở đây có rất là ít, nhưng bây giờ thì đàn cò khắp nơi kéo về rất là đông. Có lý do nào không? Có rất là nhiều lý do để cò nó bay về đảo Bầu ạ. Thiên nhiên ưu đãi cho đảo Bầu được một cái đàn cò tự nhiên. Thì bởi vì đảo Bầu là một khu vực cách xa với khu dân cư, là một khu vực yên tĩnh. Thứ hai đó chính là nguồn thức ăn ở đảo Bầu thì rất là dồi dào. Ở khu vực sông thì rất là nhiều tôm tép. Khu vực những cánh đồng ở phía bên ngoài thì cũng rất là nhiều tôm cá để cho cò chúng có thể đi kiếm ăn. Một điều đặc biệt nữa mà đây em nghĩ cũng là một lý do, bởi vì khi mà hoạt động du lịch phát triển ở đây thì những đàn cò và đàn chim ở đây đã được bảo tồn. Đặc biệt nhất có lẽ là khu rừng tre Bát Độ, nơi đây hàng vạn chú cò trắng trú ngụ và sinh sản. Có được cảnh tượng này là vì ở đây hoạt động chăn nuôi trồng trọt không dùng đến hóa chất, cùng lượng thức ăn dồi dào từ nguồn tôm cá được thả nuôi canh tác trong nhánh sông. Anh thấy đàn cò thì và những khu vực ở quanh khu vực đảo Bầu thì đều được giữ vệ sinh rất là sạch sẽ. Như anh có thể thấy là khu vực dưới lòng sông thì rất là sạch. Hoạt động du lịch đã được 5-6 năm nay rồi, nhưng mà dưới khu vực lòng sông thì không có một cái rác nào. Thank you.
đấu ra sông đấy. Cây sen là tập dụng nhiều nhất.
cầu hết xăng. Hết xăng rồi cầu vào đây. Tức là đảo bầu là đi đây là có bầu rồi. Là lên thôi. Tức là tàu hết xăng à. Trước chú kết nối với cái mến, mến giờ nó không làm nữa. Còn tí nữa cháu cho số của đảo bầu ạ. Thế nên hôm nay xin số điện bên anh liên hệ là không muốn đấy bắt cá rồi. 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 Rồ
Gạo đem vào giã bao đau đớn, dạ gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Ôi chưa thì em mua cái này. Giống cái gì đấy. Trời ơi, xem cái xưa này. Xe đạp cổ ngày xưa đấy này, ông thân này. Xe máy cổ đây. Máy móc rồi. Cái chỗ nuôi cá giống nữa. Cá giống rồi, lần này không có. Lần này không thấy cá giống rồi. Lần trước cũng đến nhiều cá lắm rồi, giờ không có. Cái này là thời gian đầu tiên của chủ ở đây làm cá ươm. Không đi mua giống cha ngược lại giống của tiểu nhờ ra biển đó. Ê, xin ông chủ cho ông chủ nhá. Ông chủ về. Ừ. Ông chủ về ông giao lưu với anh em thì. Nó đỡ anh quá.
chúng tôi mấy cái tiền đấy ở bên nhân dân là một năm thu được khoảng 60 triệu thì là tôi gửi vào tiết kiệm luôn, gửi vào tiết kiệm cũng không hay không gửi luôn sổ tiết kiệm tí nữa ăn cho ăn uống thuốc ra để có thể này chắc không bị lỗ, cứ gửi lại bị lỗ thực sự không cảm được 100 bây giờ nó như là cái làm và làm như là 10.000 cái làm và lúc tôi vào ông đâm đóng 200 cái mà đấy thì nói tao phải giải bày như thế, đã vào cái hộp này là phải có chia sẻ, không có chia sẻ không được. Người sống lâu và người sống lâu chia sẻ cho người chết mau, chết mau mà làm lâu con cổ lại đau thân mình, ai cũng muốn là sống khỏe, ai bị còn từng người một còn tùy. Thế thì hôm nay cũng nhân cái cuộc đi du lịch của thằng Hoàng và đồng chí Thân cũng đã nói rồi, tôi phát biểu ngắn gọn như thế để các đồng chí cũng thấy. Còn đồng chí nào mà không thích thì 2 năm mà không đóng thì coi như không tham gia nữa. Đồng chí Thân cũng có làm theo đúng quy chế của cái ban liên lạc của cái câu lạc bộ của chúng tôi đề ra, 3 năm về hưu không tham gia là thôi. 2 năm không đóng quỹ là coi như khóa tên. Nhưng bây giờ bắt ông phòng thân đi vào từng ngõ 24 nhà này thì thu được 2 triệu tư đồng thì thay mặt cho cái ban chủ nhiệm là trước tiên là chúc sức khỏe các hội viên là giao ta sống vui sống khỏe sống có ích cho và gia đình chấp hành những quyết định chính xác chúc mọi người khỏe. Rồi. Nâng cốc chúc sức khỏe. Yeah.